Thưa quý vị và các bạn, dâm ô, quấy rối tình dục có thể coi là chủ đề nóng nhất trong những ngày gần đây. Tiếp tục thông tin về vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục tại huyện Trương Mỹ. Vào chiều ngày hôm nay 19 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã rút hồ sơ vụ án này để có thể giải quyết và đồng thời ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Trọng Trình, 31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính. Được biết thẩm quyền giải quyết vụ án thuộc công an huyện Trương Mỹ, tuy nhiên giữa công an và viện kiểm sát nhân dân huyện Trương Mỹ chưa thống nhất với nhau quan điểm về mức độ nghiêm trọng của vụ án. Do vậy, lãnh đạo công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo rút hồ sơ. Trước đó, khoảng trưa ngày 24 tháng 2, Nguyễn Trọng Trình đi trở về đến khu vực gần Nghĩa Trang Liệt Sĩ, xã Hợp đồng huyện Trương Mỹ, thì gặp bé gái 9 tuổi đi học thêm tiếng Anh về. Lúc này thấy đường vắng vẻ, Trình đã lại gần và giả vờ là người quen, được bố mẹ bé gái nhờ đến đón rồi ép bé gái lên xe, trở về vườn chuối cách nhà bé gái khoảng 5 km và xâm hại tình dục khiến cho nạn nhân bị xây xước, chảy máu nhiều từ vùng kín, dạn xương tay phải, gãy răng hàm dưới. Đối tượng đã bị công an huyện Trương Mỹ tiến hành tạm giữ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên đến ngày 6 tháng 3 thì công an huyện Trương Mỹ cho bị can Trịnh được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú do cho rằng đây là tội ít nghiêm trọng. Việc trinh được tại ngoại đã gây phản ứng mạnh mẽ trong dư luận. Vâng và theo cơ quan điều tra thì trình đã có tiền án về tội cướp giật tài sản ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào năm 2007. Và đến năm 2013 thì trình được ra tù và trở về địa phương sinh sống và đang là đối tượng trong diện quản lý theo dõi của địa phương. Trong sự việc này, nếu có kết quả giám định có cơ sở xác định đối tượng thực hiện hành vi giao cấu với bé gái thì sẽ thay đổi tội danh là xâm ô với người dưới 16 tuổi sang tội hiếp dâm với người dưới 16 tuổi. Khi có kết quả giám định thương tật, nếu đủ điều kiện có thể khởi tố thêm tội cố ý gây thương tích tại điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015.